Ta sẽ học cái bài cuối cùng của phần vô cơ. Đấy, bài cuối cùng của chuyên đề số 6, bài 4 là Chrome và hợp chất. A lớn chúng ta sẽ nói về anh Chrome. Một La Mã là về Chrome ạ. Một La Mã. Chrome. Thứ nhất, một nhỏ. Một nhỏ là vị trí cấu tạo. Một nhỏ vị trí. Chrome đầu tiên cấu hình E. Chrome có Z bằng 24. Cấu hình E của Chrome của chúng ta nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 5, 4S1. Và từ đây thì mình sẽ nhìn thấy là Chrome của chúng ta sẽ thuộc là chu kỳ số 4. Nhóm là nhóm 6B. Nhóm 6B. Được chưa? Là kim loại chuyển tiếp. Trong hợp chất thì Chrome sẽ có số xóa biến đổi từ dương 1 cho đến dương 6. Nhưng mà phổ biến hơn cả là số oxy hóa của Chrome là số Chrome là số oxy hóa là dương 2 và dương 3 và dương 6. Ở nhiệt độ thường thì Chrome có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. Hai nhỏ. Hai nhỏ. Tính chất vật lý ạ. Các em lưu ý, Chrome là một kim loại có màu trắng ánh bạc nhé, màu trắng này. Ánh bạc này. Rất cứng. Rất là cứng. Được chưa? Có thể rạch được thủy tinh là cứng nhất trong số tất cả các kim loại. Độ cứng của nó chỉ kém kim cương, độ cứng của kim cương bằng 9 thì độ cứng của Chrome bằng độ cứng của kim cương bằng 10 thì độ cứng của Chrome bằng 9. Có nhiệt độ riêng lớn và rất khó nóng chảy. Có nhiệt độ riêng lớn và rất khó nóng chảy. Ba nhỏ. Tính chất hóa học. Ba nhỏ, tính chất hóa học. Tính chất hóa học của Chrome thì Chrome sẽ là cái anh mà có tính chất học có tính khử trung bình. Tính khử trung bình. Tính khử trung bình. Nó có khả năng tác dụng được với phi kim. A nhỉ? Tác dụng với phi kim. Đầu tiên là Chrome cộng oxy để tạo thành Cr2O3. Nhiệt độ 2. Là Chrome tác dụng với clo để tạo thành CrCl3. Đặc biệt Chrome tác dụng với fluor thì tạo thành CrF6. Đấy, các bạn lưu ý nha. B nhỏ tác dụng với axit. Tác dụng với axit. Trong dung dịch HCl H2S4 loãng nóng. Đầu tiên mình phải nói là Chrome thì không tác dụng với axit loại 1 là HCl H2S4 loãng ở điều kiện thường nhá, nó không tác dụng ở điều kiện thường, được không ạ? Nó không tác dụng ở điều kiện thường mà làm sao ạ? Mà nó lại mà oxit mà nó sẽ chỉ tác dụng khi mà đun nóng. Đây là một trong số những cái anh đặc biệt của Chrome này. Chrome nó lại tác dụng với HCl loãng nóng và H2SO4 loãng nóng. Đấy. Tại sao
ở điều kiện thường nó không tác dụng được mà phải loãng nóng nó mới tác dụng được. Là bởi vì thế này này, trong dung dịch HCl và H4 loãng nóng thì màng oxit bị phá hủy, thì chrome có thể tác dụng với lại H cộng để tạo ra muối Cr dương 2. Đây, chrome này, cộng H cộng này, để tạo thành Cr dương 2 này, cộng H2 này. Ok chưa? Ok chưa? Thế còn chrome sẽ bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. Đấy. Chrome bị thụ động trong H2O4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. Ok chưa? Ứng dụng của chrome thì chrome có rất nhiều ứng dụng. Tỉ tỉ ứng dụng. Chrome được dùng để sản xuất thép nhá. Chrome được sử dụng làm gọi là không nọ mình học là chrome được sử dụng để làm inox nhá. Sản xuất của chrome thì ở bên trong tự nhiên của chrome thì chủ yếu được sản xuất bằng phương pháp là nhiệt nhôm. Bốn nhỏ sản xuất. Thì sản xuất bằng phương pháp nhiệt nhôm là Cr2O3 cộng với nhôm thì tạo thành Al2O3 cộng Cr. Được chưa? 2. Đấy. Đấy là tất cả những về tính chất hóa học và tính chất vật lý của chrome. Mình sang phần 2 La Mã là hợp chất chrome 2. Hai La Mã là hợp chất của chrome. Hợp chất của chrome 2. Ok chưa? Thì trong hợp chất của chrome thì đầu tiên mình xét đến là anh chrome 2 oxit. CrO. Thứ nhất, nó là anh oxit bazơ có màu đen. Màu đen này. Là oxit bazơ này. Các bạn lưu ý này, chrome 2 này thì giống với lại sắt 2. Thế là dễ nhớ. Đó. Thế thì vậy thì suy ra tính chất đặc trưng của anh chrome oxit nó sẽ tương tự như tính chất đặc trưng của FeO, đó là tính khử. Tính chất đặc trưng. Thì thứ nhất là oxit bazơ đã này. Thì tác dụng với H cộng để tạo thành Cr2 cộng cộng H2O. Được chưa? Thứ hai là tính khử. CrO cộng O2 tạo thành Cr2O3. 2. 1/2. Ok chưa? Đấy, đấy là chrome 2 oxit. Rất dễ, đúng không? Hai nhỏ chrome 2 hydroxit. CrOH 2 lần. Thì anh CrOH 2 lần này nó là một chất rắn có màu vàng. Chất rắn màu vàng. Là một chất rắn có màu vàng. Ok chưa? Thế thì CrO2 lần này nó là một anh có tính là oxit axit, là một anh hydroxit có tính bazơ. CrO2 lần cộng H cộng để tạo thành Cr2 cộng cộng H2O. 2.
2. Được chưa? Dễ mà. Quá dễ dàng đúng không? Nhưng nó có một tính chất nữa đặc biệt. Đấy là tính khử. Tính khử thì được thể hiện như là CrOH 2 lần cộng với lại O2 cộng với lại H2O thì sẽ tạo thành CrOH 3 lần. Cái tính này của nó giống với lại thằng sắt. Tương tự thằng sắt. Đây là 4, đây là 1, đây là 2, đây là 4. Ok chưa? Đây, phương trình này là quan trọng các bạn nha. Các bạn phải để ý với thầy. Giống với sắt. Ba nhỏ muối chrome 2. Muối chrome 2. Thì cái muối chrome 2 của chúng ta, tính chất đặc trưng của nó đấy là tính khử mạnh nhá. Tính khử mạnh. CrCl2 cộng với Cl2 để tạo thành CrCl3. Và các bạn lưu ý cho thầy là dung dịch muối chrome 2 để ngoài không khí. Mà để ngoài không khí thì nó sẽ chuyển từ màu xanh lam sang màu xanh lục. Từ màu xanh lam thành xanh lục. Được chưa? Hãy lưu ý về anh tất cả hợp chất của anh chrome 2. Bây giờ mình sẽ sang 2 la, 3 la mã hợp chất chrome 3. Hợp chất chrome 3. Thứ nhất mình xét về anh chrome oxit. Hay viết là Cr2O3. Thì hợp chất chrome 3 thì các em lưu ý nhé. Hợp chất chrome 3 thì ở đây chúng ta sẽ có một cái số vấn đề chúng ta cần lưu ý. Đấy là đầu tiên là nó tương tự như hợp chất sắt 3. Tương tự như hợp chất sắt 3. Ok chưa? Thì chrome 3 của chúng ta này, thứ nhất nó là chất rắn, có màu xanh lục. Chất rắn có màu xanh lục. Được chưa? Và anh này là một oxit lưỡng tính. Sorry ạ, không phải tương tự như sắt 3 mà nó tương tự như nhôm ạ. Như nhôm. Lỗi. Oxit lưỡng tính là nó giống với Al2O3 đấy ạ. Được chưa? Nó là một oxit lưỡng tính có màu xanh lục. Được chưa? Tan trong dịch axit này. Cr2O3 này cộng H cộng này thì tạo thành Cr3 cộng này cộng H2O này. 3 này, 6 này, 2 này. Và tan ở trong dung dịch kiềm. Cr2O3 này cộng OH trừ này cộng Cr2O3 cộng với OH trừ cộng với H2O này thì tạo thành CrOH 4 lần trừ này. 2 này, 8 này, 248, 2 này, 8 trừ đi đây còn 3. Hoặc anh CrOH 4 lần trừ này mình có thể viết là CrO2 trừ. Đấy, cromat. B 2 Chrome 3 hydroxit. CrOH 3 lần. CrOH 3 lần là hydroxit lưỡng tính. Kết tủa này màu lục nhạt này.
là hydroxit lưỡng tính. Là hydroxit lưỡng tính. Thì nó là lưỡng tính thì nó tan ở trong dung dịch axit và dung dịch kiểm. CrOH 3 lần cộng 3H cộng để tạo thành Cr3 cộng cộng 3H2O. CrOH 3 lần cộng OH trừ tạo thành CrOH 4 lần trừ. Tương đương với lại là CrO2 trừ. Ok chưa? Dễ quá gì nữa đúng không các em? Dễ quá. 3 muối crom 3. 3 muối crom 3. Thì giống với lại muối nhôm 3 nhá. Nhưng ở đây nó có một đặc tính thế này là nó vừa có tính oxy hóa và một tính khử. Vừa oxy hóa vừa khử. Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý này. Cr dương 3 hoàn toàn có thể tác dụng được với kẽm để tạo thành Cr dương 2 cộng Zn dương 2. Kính chưa? Và Cr dương 3 hoàn toàn có khả năng tác dụng với Br2 OH trừ để tạo thành Cr O4 2 trừ cộng Br trừ cộng H2O. Cân bằng 2, 3, 6, 2 đếm 8. Thì đây nó sẽ là 8, 2, 16. Ok chưa? Đấy là mình xong về 3 là mã xong, 4 là mã hợp chất crom 6 cuối cùng này. Hợp chất crom 6. Đầu tiên mình xét về oxit. Crom 6 oxit CrO3. Nó là một chất rắn màu đỏ thẫm. Và oxit axit cực mạnh. Được chưa? Thứ nhất là tác dụng với nước thì nó tạo thành hỗn hợp hai axit. H2CrO4 và H2Cr2O7. Hai cái anh axit này thì tồn tại song song với nhau nhá, mà không tách ra được, không tách ra khỏi dung dịch được. Và nếu mà tách ra khỏi dung dịch thì nó sẽ bị phân hủy. Được chưa? Thì anh này có tên gọi là axit chromic và một anh có tên gọi là axit dichromic. Axit chromic và axit đi chromic. Một anh là acid chromic và một anh là acid đi chromic. Cái cam này của thầy nó đang bị nồm ẩm mà. Nên là nó đang bị nhòe nhòe một chút, các bạn thông cảm tí nhé, cái cam mặt của thầy ạ. Thông cảm một chút. Nước ạ. Hai acid này không thể tách được nhé, vừa nãy thầy vừa nói rồi. Hai là muối cromat và dichromat. Tụi này mới hay bị hỏi này. Tụi này mới cực kỳ hay bị hỏi. Mà hay bị hỏi ở cái điểm này, bây giờ thầy dạy chúng ta một mẹo. Các bạn chú ý nhé, một mẹo cực kỳ kinh điển mà chỉ có thầy Minh mới có thôi. CrO4 2 trừ. Bọn này chuyển hóa lẫn nhau. Cr2 O7 2 trừ. Đầu tiên các bạn nhìn kỹ năng này. 2 crom 2. Được chưa? 2 x 4 là 8 oxy.
đây 7 oxy, bên này thiếu oxy. Đúng chưa? Bên này đủ oxy rồi. Vậy bên đủ oxy thì sẽ không cộng thêm oxy nữa là cộng H cộng. Bên thiếu oxy sẽ là cộng OH trừ. Để sao nó cân nhau. Để cho chúng ta thấy bây giờ nó cân nhau. 8 oxy đây 7 cộng 1 là 8. Rồi. 1H cộng đây 1H. Đủ chưa? Thấy nhá, hai bên đủ nhá. Rồi ta quan sát này. Chúng ta quan sát này. Vậy suy ra là CR2O4 cộng H cộng để tạo thành CR2O7. Và CR2O7 2 trừ mà cộng với lại OH trừ thì lại tạo thành CRO4 2 trừ. Nhá. Suy ra này. CRO4 2 trừ cộng H cộng để tạo thành CR2O7 2 trừ. Được chưa? Đúng không ạ? Đây 2. Ok chưa? Cộng OH trừ. Vậy điều này tương đương với gì? Điều này tương đương với suy ra hệ quả là CRO4 2 trừ kém bền trong môi trường axit và bền trong môi trường kiềm. Ok cho các em. Và ngược lại. Và ngược lại, CR2O7 2 trừ kém bền trong môi trường kiềm. Và nó lại bền trong môi trường axit. Ok nhá. Ok nhá. Bây giờ còn một chiêu nữa để chúng ta nhớ màu này. Bây giờ chúng ta cùng nhớ màu với thầy này. Cùng nhớ màu nhá. Các bạn cứ nhớ cho thầy một cái câu sau này. Bốn vàng mua bảy cam. Nhớ thầy. Bốn vàng mua bảy cam. Tại sao vậy? Vàng thì lúc nào đắt hơn cam đúng không? Nên là với một lượng ít vàng thì mình sẽ luôn luôn mua được với một lượng cam nhiều hơn. Bốn vàng thì mua 7 cam. Ok chưa? 4 vàng mua 7 cam để mình thuộc. Nhá, để mình thuộc. Cuối cùng thì những cái muối cromat và dichromat này nó có tính oxy hóa mạnh. Được chưa? Đấy, trên đây thầy vừa mới giới thiệu hết cho chúng ta về toàn bộ về cái phần tính chất hóa học, tính chất vật lý của trọn bộ chrome và hợp chất của chrome. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đi vào phần tiếp theo. Đấy. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi vào phần tiếp theo. Đây là cam của thầy là nó bị ẩm, là ẩm ở bên trong chứ không phải là bên ngoài. Nó bị hấp hơi ở bên trong ấy. Này phải cho vào gói hút ẩm. Các bạn thông cảm chút. Trông mặt hơi bạc. Đây chỗ này này. Đoạn loá loá này là do cam bị ẩm này. Bị hơi nước ấy. Rồi, các bạn comment cho thầy đáp án nha. Hôm nay chúng ta có 10. Ủa, nhiều câu bài tập quá, tận 22 câu. Các bạn cũng comment đáp án nào. Sẽ đáp án gì ạ? Thầy giải vèo phát là xong. Quan trọng là học sinh của thầy giải.
Câu số 1 ạ, số xoá đặc trưng của Chrome ạ. Đặc trưng nhá. Đặc trưng ạ là dương 2, dương 3 và dương 6. Đúng chưa? Chrome dương 2, Chrome dương 3 và Chrome dương 6. B. B. Câu 2, ứng dụng không hợp lý của Chrome này. Thì cái kém bền là nó không tồn tại trong môi trường đấy em ạ. Câu 2 ạ. Ứng dụng không hợp lý của Chrome là. Ứng dụng không hợp lý ạ. Ứng dụng không hợp lý của Chrome là gì? Chrome là cái loại rất cứng dùng để cắt thủy tinh, chính xác. Chrome là hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng không gì chịu nhiệt. Ok. Chrome là kim loại nhẹ đúng không ạ? Toang chưa? Chrome phải kim loại nhẹ không các em? Sai hoàn toàn đúng không? Chrome không phải là một kim loại nhẹ, chúng ta vừa mới học xong. Nhỉ. Chrome là một kim loại nặng chứ không phải là một kim loại nhẹ. Mình vừa nói xong. Vậy không hợp lý là C. Ok nha. Câu 3. Chrome 2 oxit là oxit gì? Chrome 2 oxit là oxit gì? Ta mới học xong đúng không? Chrome 2 oxit CrO2 thì nó sẽ giống với FeO. Đấy, tương tự FeO. Vậy nó là một oxit có tính bà dơ. Hóa dễ. Đây đây đây, câu 4 này mới hay này. Các bạn cùng chọn cho thầy xem câu 4 đáp án gì. Câu 4 này mới hay. Câu 4 ạ. Số chất trong dãy mà có tính chất lượng tính ạ. Số chất trong dãy mà có tính chất lượng tính, các bạn lưu ý nhé. Câu hỏi đây là tính chất lượng tính. Thì chúng ta sẽ có những anh có tính chất lượng tính này. Mấy hôm nữa vào ở trong khóa tổng ôn thì chúng ta sẽ có một cái chuyên đề về lượng tính riêng nhé. Mấy hôm nữa ở trong khóa tổng ôn chúng ta sẽ có cái chuyên đề về lượng tính riêng. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung. Ngày nay chúng ta chủ yếu tập trung học về Chrome thôi. Ở đây thầy nhắc này, CrH 3 lần lượng tính. Anh này không, ZNH 2 lần lượng tính, MgO 0, CrO 3 không, nhiều bạn bị nhầm đấy. Nên đáp án đúng chúng ta chỉ có CrOH và ZNH 2 lần thôi, nên đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Chỉ có 2. Chrome 2 oxit là oxit có tính bazơ. À ừ, câu 3 này chuẩn nhất, các bạn đã chọn đáp án đúng nhất, sorry các em. Thì phải là vừa có tính khử, vừa có tính oxy hóa, chính xác. Vừa có tính khử, vừa có tính oxy hóa, mà vừa có tính bazơ. Thầy đọc hơi nhanh. 3D ạ. Câu 5 ạ. Câu 5 nào. Chrome không phản ứng với chất nào sau đây? Nào, các bạn cùng chọn đáp án xem đáp án gì.
Câu 5 ạ. Nào, các bạn cũng chọn cho thầy đáp án câu 5 đáp án gì? Chrome không phản ứng với chất nào sau đây ạ? H24 loãng đun nóng là có rồi. Nào, H24 đặc đun nóng có không ạ? H23 đặc đun nóng là có rồi. H24 đặc đun nóng là có rồi, đúng không? Nó không phản ứng với nào H24 đặc đun nóng nha, nhiều bạn bị nhầm đấy. Câu 5 này, câu 6 đó. 6 ạ. Những cái câu lý thuyết này chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải luyện tập thật nhiều để mình chọn được đáp án các em nhá. Câu lý thuyết chúng ta cần phải làm mà phải luyện tập thật nhiều để mình chọn được đáp án. Câu 6 ạ. Sáu đáp án gì ạ? Câu 6 ạ. Khi ta dùng HCl và H4 loãng thì oxy hóa chrome sẽ lên mức dương 2, đúng không em? Dương 2. Câu 7 ạ. Ion nào sau đây vừa có tính khử mà vừa có tính oxy hóa? Vừa khử, vừa oxy hóa. Thì số xóa nó trung gian nhỉ? Cứ thằng nào số xóa trung gian thì là vừa khử vừa oxy hóa. Bảy ạ. Các bạn comment thầy đáp án 7 thì đáp án gì? Bảy ạ. Ion là sau đây vừa tính khử với tính xóa thì nó là số xóa trung gian nhỉ, trong này chỉ có anh là thôi, Cr dương 3 thôi. Câu 8 ạ. Chất nào sau đây không lượng tính? Các bạn lưu ý nha, không lượng tính.
Chất nào sau đây không lưỡng tính? CH2O3 là oxit lưỡng tính, CH3 lần là hydroxit lưỡng tính, Al2O3 là oxit lưỡng tính. Vậy không lưỡng tính là đáp án A. Và các bạn yên tâm nha, trong khóa tổng ôn chúng ta có cả chọn một cái chuyên đề để mình làm rõ về việc lưỡng tính này. Câu số 9 đó. Phản ứng hòa sau đây không tạo ra đơn chất sau phản ứng. Không tạo ra đơn chất. HCl cộng K2CR27 tạo thành Cl2. Anh này thì tạo thành crom. Anh này thì loãng thì sinh ra hydro. Anh này thì tạo thành crom dương 2 cộng Zn dương 2. Vậy cái anh mà không tạo ra đơn chất đó là đáp án A. Câu 10 nào các em. Câu 10 ạ. Câu số 10. Trong số các hợp chất mà đều có tính lưỡng tính ở đây thì là anh nào? MgOH2 lần là không có tính lưỡng tính nhé các em nhá. Được chưa? Vậy những anh có tính CrOH2 lần là không nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Câu 11. Phản ứng nào sau đây là không đúng? Không đúng nhá. Loãng và đun nóng thì vẫn phản ứng em ạ. Câu 9 ấy, loãng và đun nóng thì vẫn phản ứng mà. Ở đây thì không nói là loãng nóng hay không. Nếu mà loãng mà đun nóng thì vẫn phản ứng. Nên mình coi như là loãng nóng. Câu 11 ạ. Câu 11 ạ, phản ứng nào sao thì không đúng ạ? Chúng ta vừa mới học xong đúng không? Crom mà tác dụng với clo thì tạo thành CrCl3, ok. Crom cộng nitơ, ok. Crom cộng lưu huỳnh, ok. Nhưng crom mà cộng với lại flo thì nó phải tạo thành CrF6. Cái này sai. Câu 12 ạ. Có bao nhiêu chất có khả năng tác dụng với nào hoạt loại? Các bạn comment nhá.
Câu 12 ạ. Số chất có thể tác dụng dung dịch náo hắt loãng là crom là 0 nhé, nhô là 1, MgO 0, ZnO là 2, AlOH 3 lần là 3, CrOH 2 lần là 0, CrOH 3 lần là có, MgO 2 lần là 0. 1 2 3 4 4 anh ạ, C ạ. Câu 13. Oxit nào sau đây thuộc loại oxit axit? K2O là oxit bazơ, N2O là oxit bazơ, CaO là oxit bazơ, chỉ có CrO3 là oxit axit mà thôi. Câu 14. Úi dồi ôi, hiện tượng nào dưới đây mô tả không đủ. Thổi khí NH3 qua CrO3 thì nó sẽ tạo thành Cr2O3 cộng với lại N2. Màu nâu đỏ sang màu lục thẫm, nghe vẻ đúng nhỉ? Yeah. K2Cr2O7 đây thì tạo thành SO2 cộng với lại Cr2O3. Đúng, từ da cam chuyển vào lục thẫm. 4 vàng mua 7 cam, đúng rồi. CrOH 2 lần rồi nung nóng thì mình thu được Cr2O3, lục thẫm vẫn đúng. Đốt CrO chuyển sang màu lục thẫm, đúng rồi. Anh này màu đen là chuẩn, lục thẫm chuẩn. Vậy ở đây nó sẽ có một anh bị sai màu. Ở đây nó sẽ có một anh bị sai màu. Vậy anh nào bị sai màu ở trong hội này? Đấy, câu chuyện chúng ta bây giờ là phải tìm được anh nào bị sai màu trong hội này. Bây giờ sẽ để hỏi nhé, CrOH 32 lần có phải màu đen không? À, đâu, có phải là màu lục sáng không? CrOH 2 lần là màu gì ạ? Màu vàng chứ không màu lục sáng. Nên là sai là C. Các bạn phải nhớ màu ở đây nha. Câu 15 ạ. Cho các phản ứng hóa học sau. Phản ứng nào minh họa tính khử? Khử thì nó phải tăng. Khử tăng mà. Khử là số xoáy phải tăng. Đây dương 2 không có tăng. Đây dương 2 không có tăng. Đây dương 2 lên dương 3 tăng, thằng 3 có. Đây dương 2 vẫn dương 2 không có tăng. Đây dương 2 lên dương 3 có, vậy là 3 và 5. B ạ. Câu 17. Giữa các ion này có sự chuyển hóa lẫn lộn nhau theo cân bằng sau. Nếu thêm OH trừ vào thì sẽ có hiện tượng gì? Nếu thêm OH trừ thì mình sẽ có là Cr2O7 2 trừ để biến thành Cr2 CrO4 2 trừ. Đây là 2. Đấy chưa? 7 thì phải cộng thêm oxy, đây cộng OH trừ. Cộng H cộng. Vậy nó sẽ màu da cam chuyển thành màu vàng. Từ màu da cam chuyển không màu, sai. Da cam chuyển thành màu vàng mới đúng. Đáp án đúng, đáp án C. Ok nhá. Câu số 18 ạ. Câu số 18. Cho phản ứng sau đây, vậy X là chất nào? Chúng ta cùng suy luận các em nhé. Đây là crom dương 3 này. Mà tác dụng với brom này là brom 0 này. Brom về brom trừ 1 phải crom, phải crom lên. Crom lên thì nó chỉ có thể là lên crom dương 6 thôi. Bỏ. Bỏ. Mà đây là trong môi trường kiềm. Mình vừa biết sao anh nào tồn tại bền trong môi trường kiềm. CrO42 trừ là tồn tại bền trong môi trường kiềm. Đúng không? Vậy nó sẽ là Na2CrO4. C. Câu 19. Phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch K2CrO2 có màu da cam. Đúng. CrO2O3 thì tan được trong dịch NH loãng. Đúng. Đúng không ạ? CrO3 là oxit axit. Chính xác. Trong hợp chất crom có số đặc trưng dương 2 dương 3 6. Đúng. Có thể là sai đâu ạ? Sai là B. CrO2 thì tan trong dung dịch NH đặc. Loãng là nó không tan nha, bạn lưu ý nha. Câu 20 ạ. Cho dãy chuyển hóa sau, các chất X, Y, Z lần lượt là CrO3 mà tác dụng với dịch NH mắt. Thì CrO3 đầu tiên tác dụng với nước thì tạo thành H2Cr2O7 và H2Cr4. Nhưng bây giờ trong môi trường kiềm, trong môi trường kiềm thì anh Cr2O7 đây, nó sẽ tác dụng với OH trừ để tạo thành CrO42 trừ. Vậy là trong môi trường kiềm sẽ tồn tại chủ yếu là CrO42 trừ. Loại này đi, loại này đi. CrO42 trừ là crom dương 6,
tác dụng với sắt dương 2 thì sẽ đưa sắt lên sắt dương 3 và chrome thì về chrome dương 3 thôi. Nhân loại chrome dương 2. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Rất dễ kèm nhé. Câu 21 ạ. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chrome thuộc chu kỳ 4 nhóm 6B, đúng. Các oxit của chrome đều oxit bazơ sai, Cr2O3 oxit lượng tính, CrO3 oxit axit. Trong hợp chất số xóa cao nhất của chrome dương 6, đúng. Trong phản ứng hóa học hợp chất chrome 3 chỉ đóng vai trò chất độ xóa sai, nó có thể khử. Khi phản ứng với clo dư, chrome tạo thành hợp chất chrome 3, chính xác. Vậy mình sẽ có là ABE đúng. ABE vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 22, câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Mà cũng là câu cuối cùng trong khóa học này. Các bạn cũng comment đáp án cho thầy xem câu 22 đáp án gì. Chọn phát biểu không đúng. Cr2O3, CrO3 lần, CrO, CrO2 lần đều là chất lượng tính sai. Sai A luôn. Được chưa? Sai axit luôn. Rồi. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em toàn bộ về phần kiến thức lý thuyết về chrome và hợp chất của chrome, và chúng ta đã ứng dụng làm một số cái câu bài tập lý thuyết về chrome. À, có phần bài tập về nhà, các bạn nhớ phải làm phần bài tập về nhà nhá. Và khóa S1 đến đây là kết thúc.